Dũng của Đất Phú Yên. Xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bồi đồng, đồng khoe nha anh em. Cái tiếng con chim này thì ở ngoài nó rất là lực, nói chung là lực và nói chung là nó dữ đó nha anh em. Thì cái tiếng của nó mà nó cái nó chơi nó quẹo cây á, nó chuyên về nó nhặn guồng gì đó thì chỉ mồi nhiễn thôi, mồi thân á, gọi là mồi lèo á, thì mơ dẫn gian mơ dám chơi nha anh em. Thì con mà nếu mà thì mình nghĩ những con bổi mà không ly, những con mồi lỡ mà không ly á, cái nết chơi con chim này vào là nó làm là dở mất hồn mình nha anh em. Vì nó chiên là nó gu, nó chiên quần nó gu, nhưng mà cái tiếng gu nó nẹt rất là dữ. Thì con chim này là cái nước nó leo rất là ác, nói chung là gọi là dùng như từ khống đó nha anh em. Thì vào cái đồi đó, cái rừng đó, nói chung khu vực đó là chơi, bữa mấy anh em chơi là rừng ở đó nó rừng già rồi, chứ không phải là bác ở ngồi thường chỗ thường thường nha anh em. Nói chung là khu vực đó là rừng nó rất là sâu. Thì con chim này vừa tới cái đồi đó, dựng xe mà chuẩn bị cho nước đồ rồi, cho nước cho mồi rồi đi nhứ á, thì con chim này nó nghe nó ở trong cái rừng đó là nó cứ nó gù liên tục thôi nha anh em. Thì lúc đó là mình cũng không có nghĩ nó là nước của nó như vậy, nhiều lúc ở trong đó nó gù lộn hoặc là nó gù mái nha anh em. Nhưng mà khi vừa móc mồi xong á, là chim mồi mình làm á, là nó đẹp cánh, nó thè diều ra, nó thè diều ra ở ngoài á, ở ngoài cây khô trống ở ngoài chán á, là nó đóng được mấy chán liên tục. Rồi bắt đầu là nó rớt vào trong tàn cây mình, là nó vừa chạm xuống là con chim này nó gù liên tục nha anh em. Và bắt đầu này chiên nó gù nó rất là dữ. Và khi nó gù đẻ ở trên rồi á thì nó rớt xuống ở dưới thớ á, là nó gù, nói chung là gù rất là lâu, cả tiếng đồng hồ nó mơ nhảy nha anh em. Thì bây giờ vừa nuôi thì nó cũng đẻ có ghi gọi rồi, cũng có thúc rồi. Còn gù thì thỉnh thoảng nó tự gù mọc hay hơi thôi, chứ chưa nó chưa có dám là chơi mạnh, vì mới bắt thăm này cũng hơn một tháng thôi. Nhưng mà con chim này thì nó di là thích nghi rất là tốt, nó ăn uống nó đi phòng bây giờ rất là tốt rồi nha anh em, chặt và tròn, nói chung là tốt rồi. Và cái thu thở con chim này thì mình nghĩ là thì nếu mà lên mồi rồi con chim này rất là bền. Đây là cặp chân của nó nè, hai bên nhơn điều, chân đóng đẹp vững vàng. Còn cái phần lông vi của nó thì là đóng, anh em xem nè, đóng rất là dày. Đây là còn nguyên cái bộ lông rừng nữa nha anh em. Và nó dài, nó dài cái gam mà nha anh em. Đó, mình đã trắng đuôi xét cái cánh rồi, cộng mấy cánh rồi, nhưng mà con chim mình nó quẳng là dài rồi, nó đóng kín lưng, nó là đóng cái đeo mặt, nó đóng rất là, nói chung rất là bén nha anh em. Trong cái miệng con chim này là mai mốt lên mồi thì anh em mà nhìn vào thì thấy phải cảm giác và chi quá em đẹp cổ thác. Trời mưa rồi, mà đêm thì trong đây mình sẽ quay cho anh em xem. Ướt cái máy nha anh em. Là đây là cái giang cườm đó này anh em à. Đó, nó yếm quá ở chút lông ngực luôn. Cũng như là dắt, gọi là nó như là dắt khăn này nha anh em. Anh em nhìn kỹ nè, anh em yếm vào trong cái phần ức luôn. Và đây là cái
cái miệng nó này, đầu mặt nó đóng biến rạng nha anh em. Bè sạc lông đẹp. Rồi mình sẽ quay hai bên cho anh em xem. Cặp cánh nó thì đóng, nói chung anh em xem cái bao cánh nó này, nó đóng rất là dài nha anh em. Ở của mình thì ở miếng thời tiết cứ nó hơi mưa nên là mình cái chia cái lông lại, nhiều lúc bỏ ngồi mưa nó khỏi ướt thức ăn nha anh em. Thì nó vừa nó cũng ăn lúa thôi, lúa với cơ thôi, nhưng mà đa số là nó quen rồi, nó ăn lúa nhiều, bỏ đầy hũ là một hai ngày là nó ăn hết luôn nha anh em. Thì con này ở khu vực đó thì mai mốt mình đào tạo lên mồi á, thì mình chơi nó cũng không có, mình đi núi đi rừng sâu á, đi chơi thì mình cũng không có sợ, vì cái khu vực nó ở là trung đồi núi rừng rất là nhiều nha anh em. Chúng mình ở sâu trong rừng rồi, trong đó thì người đồng bào họ vô hãy làm rẫy, họ cắt nhà, cắt nhà sàn ở trong đó luôn chứ không mà vơ, ít vơ lắm đó. Thì cái nước chơi con chim này thì như mình nói đó, riêng cái gian lèo hậu, cái gian lèo hậu nó thì nó làm rất là gớm, còn nằm ở ngồi thôi là nó để cửa là nó gù rồi, cửa là nó gù rồi. Vào trong thì nó gù rất là khiếp. Nói chung là cái gian hậu nó là anh em không có suy nghĩ về cái tiếng gù nó rất là lực và hung nha anh em. Sau này anh em nghe cái âm gù nó chơi thì rất là cảm giác. Rồi mình xin chào hết tất cả những anh em nào vừa xem cái video của con bói này. Anh em nào nhìn nhận mà thấy hợp với anh em á thì anh em cứ alo cho mình. Vừa chơi sau này nghe cái nước đổ, nước khu lèo của nó nha anh em. Rồi mình chào anh em.